Chào các bạn, một người đang kiếm được tiền tỷ mỗi tháng trên YouTube là cá nhân đầu tiên ở Việt Nam đạt được nút kim cương. Cả danh vọng lẫn tiền bạc đều rất rộng mở. Vậy nhưng tự nhiên nhân vật này lại biến mất, và đó là YouTuber Nguyễn Thành Nam hay NTN. Vậy bây giờ Nguyễn Thành Nam ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Nguyễn Thành Nam sinh năm 1994, quê ở Thái Bình. Năm 2012, Nam 18 tuổi, anh ta đã vào Nam làm nhân viên đưa thư với mức lương được cho là vỏn vẹn có 1 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, phần lớn cộng đồng mạng cho rằng đây là chém gió, chứ lương gì mà thấp vậy. Năm 2013, Nam lại chuyển qua làm phụ hồ và được người ta trả công 3 triệu một tháng. Cũng chỉ một năm sau, Nam lại tiếp tục bỏ công việc sang làm công nhân, rồi lại chuyển sang công việc chở gạch thuê, thợ xăm hình. Cuộc sống có vẻ khó khăn nếu Nam không bén duyên với công việc làm YouTube. Khi làm YouTube, Nguyễn Thành Nam bắt đầu nổi lên từ những clip thử lòng người lạ. Đây là dạng video gây tò mò và thu hút rất nhiều người xem. Nội dung của các clip có phần lầy lội nhưng lại đánh trúng vào thị hiếu của khán giả. Những câu chuyện thường xoay quanh cảnh giả vờ bị cướp hay bị tai nạn giao thông. Nguyễn Thành Nam ngày càng nổi tiếng hơn, anh ta tập trung làm nhiều các video thử thách giải trí có phần vô bổ nhưng lại thu hút nhiều người xem. Mỗi video đều có lượt view từ vài triệu cho tới vài chục triệu. Và khi ngày càng nổi tiếng hơn nữa thì Nguyễn Thành Nam lại càng thực hiện nhiều thử thách và trò đùa khác lạ, thậm chí là nguy hiểm như thả dao từ trên cao xuống, đốt pháo, bẫy người bằng keo dính chuột hay thách thức ở 3 ngày trong nghĩa địa để nhận tiền thưởng 100 triệu. Không những thế, nam YouTuber còn bị cơ quan chức năng xử lý vì hành vi giả người Hồi giáo, giả vờ ném thuốc nổ để quay phản ứng khán giả nơi công cộng. Cụ thể, Nam từng đăng tải một video giải trí đóng giả người Hồi giáo mặc trang phục trắng, ôm một gói giống như thuốc nổ quăng vào nhà chờ xe buýt khiến nhiều người sợ hãi. Sau đó anh bị công an triệu tập, Nam đã nhận tội và hứa không tái phạm. Tiếp theo, Nam cũng từng đăng một video ăn mì tôm trong bồn cầu, được đánh giá là phản cảm nên anh đã xóa video nhưng lại được những kênh khác làm theo và bị dư luận ném đá. Ngày 14 tháng 11 năm 2019, Nam lại đăng tải video thả 100 cái dao từ trên cao xuống. Trong video này, Nam bỏ 100 dao kiwi thành bó lớn rồi thả từ tầng thượng xuống miếng thịt lớn, quả dưa hấu và cho hai chai coca nổ tung. Sau 3 ngày đăng tải, video này đạt được hơn 2 triệu view, 84.000 người thích và 74.000 người dislike. Video này đã nhận được làn sóng phản đối gay gắt của khán giả vì sơ sài, không được cảnh báo về nội dung và không phù hợp với trẻ em. Quá trình làm YouTube của NTN bị rất nhiều người chỉ trích. Thế nên vào tháng 9 năm 2018, NTN đã cho ra mắt một bài rap mang tên Ngừng Phán Xét với nội dung gửi tặng các fan của mình và đặt mục tiêu trở thành một YouTuber số 1 Việt Nam, mặc kệ những lời phán xét mà Nam cho là soi mói, ganh ghét. Ngoài ra thì bản thân chàng trai Thái Bình cũng từng gây tranh cãi khi nhiều lần nói lời giã từ sự nghiệp YouTube, xóa kênh, sau đó quay trở lại như chưa hề có cuộc chia tay. Chính vì vậy mà Nguyễn Thành Nam được dân mạng đặt cho biệt danh là YouTuber bị ném đá nhiều nhất Việt Nam. Đầu tiên là vào tháng 2 năm 2020, Nam đã tuyên bố chính thức dừng công việc YouTuber vì chịu quá nhiều áp lực dư luận. Sau một thời gian giải nghệ, ngừng hoàn toàn những hoạt động trên YouTube thì 7 tháng sau, Nam lại tuyên bố rằng anh ta sẽ chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo với mục đích chinh phục nút kim cương. Sau thời gian này, Nguyễn Thành Nam đã cẩn trọng hơn trong việc sản xuất clip. Nam không còn mang tới những video phản cảm hoặc gây tranh cãi như trước. Dân mạng hy vọng rằng sau nhiều lùm xùm, chàng trai quê Thái Bình sẽ thực hiện những nội dung nghiêm túc hơn, tránh những trò vui nhảm nhí dẫn đến phản ứng ngược. Theo thống kê, với lượng người theo dõi đông đảo như vậy, kênh YouTube này mang về cho Nguyễn Thành Nam một con số thu nhập không hề nhỏ. Tổng các kênh của Nam có lượng view khoảng 2 tỷ. Với thời lượng mỗi video dài trung bình 15 phút, RPM ước tính khoảng 1 đô thì tính ra Nam có doanh thu tới 40 tỷ đồng. Và đó là chưa tính các quảng cáo bên ngoài YouTube. Và Nguyễn Thành Nam được cho là rất giàu có. Đầu tiên là anh ta sở hữu căn nhà 4 tỷ đồng. Nam sau đây là một cung điện khi có phong cách kiến trúc lẫn bố trí nội thất xa xỉ. YouTuber này chia sẻ rằng từng ngóc ngách trong ngôi nhà, từ phòng khách, phòng bếp đến nơi làm việc, nơi trưng bày những thành quả mà YouTube công nhận, tất cả các đồ dùng trong nhà từ cửa vào đều là dát vàng. Bên cạnh đó, Nam cũng sở hữu xe SH 150i với giá 100 triệu đồng, xe Ducati 959 giá 700 triệu đồng, xe Mercedes E350 AMG khoảng 3,2 tỷ đồng. Và trong một video, Nguyễn Thành Nam đã khiến cộng đồng mạng kinh ngạc khi đi mua siêu xe Lamborghini Huracan có giá 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó chưa ai từng thấy Nam lái con xe này.
Đến đầu năm 2022, sau nhiều lần tuyên bố giải nghệ và quay lại, thì Nam lại tuyên bố giải nghệ một lần nữa. Tuy nhiên không phải giải nghệ để bỏ hẳn YouTube, vì thực sự là đang kiếm được nhiều tiền như vậy, chẳng ai nỡ lòng nào mà bỏ đi. Trong đây, có bạn nào dám bỏ công việc đang kiếm được 500 triệu đến 1 tỷ một tháng hay không? Nên thực ra, Nam nói rằng giải nghệ ở đây chỉ là dừng lại một thời gian để chuyển đổi nội dung cho chất lượng hơn. Điều này hoàn toàn hợp lý vì Nam vốn dĩ phải chịu rất nhiều áp lực từ cộng đồng mạng. Kiếm được tiền thì sướng, nhưng là video nào cũng bị người ta chửi. Có video còn bị cả báo chí, cả truyền hình, cả nước lên án chửi gay gắt thì chẳng ai mà chịu nổi áp lực. Có nhiều người rất giàu, rất nổi tiếng, nhưng khi bị áp lực quá lớn từ cộng đồng mạng thì có thể trở nên trầm cảm và suy sụp. Nam từng ra video nhạc ý nói rằng chửi cứ chửi, Nam cứ đi. Như vậy tức là Nam rất mạnh mẽ. Nhưng sau đó Nam vẫn phải rút khỏi YouTube. Điều này cho thấy Nam vẫn còn rất yếu đuối so với áp lực của cư dân mạng. Vậy nên có lẽ chúng ta dù muốn kiếm tiền bằng cách nào thì cũng hãy cố gắng đừng mang đến những điều tiêu cực cho xã hội. Bởi như vậy dù có thành công thì lại cũng ngày càng làm xấu bản thân và tương lai sẽ không bền lâu. Hay kiếm tiền như mấy vị lãnh đạo trong chuyến bay giải cứu cũng là một ví dụ. Làm vậy không hề tốt chút nào. Các bạn có nghĩ như vậy không? Hãy cùng thảo luận tại phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.